Merci beaucoup, Pierre, pour votre présentation. Peut-être je vais expliquer un peu pourquoi on va mettre les deux interventions dans la même session, parce que ça veut dire qu'on peut partager des données avec la première intervention, c'est-à-dire on peut partager des données avec les habitants locaux, tous les acteurs, tous les parties prenantes. Et la deuxième, deuxième intervention, c'est-à-dire on va partager les données dans un environnement animalier. Voilà. Et có lẽ là trước khi mà đi vào cái phần thảo luận đặt câu hỏi thì ban tổ chức cũng muốn giải thích một tí xíu là tại sao chúng ta lại đặt hai cái bài thảo luận này vào cùng một cái chủ đề, đó là đồng kiến tạo điểm đến thực địa. Đó là ở trong cái phần này chúng ta muốn nói về đó là vấn đề chia sẻ dữ liệu. Và đối với cái bài đầu tiên thì quý vị cũng thấy là tác giả cũng trình bày về vấn đề một cái mô hình mới trong việc tạo ra dữ liệu, chia sẻ dữ liệu, đó là về mối tương tác với người dân địa phương, với tất cả các bên liên quan trong cái quá trình sử dụng cái trò chơi nghiêm túc đó. Và trong cái bài thảo luận thứ hai thì đó là việc chia sẻ dữ liệu trong cái môi trường của động vật hoang dã. Thì ở đây chúng ta thấy có một số những cái câu hỏi liên quan đến bài thảo luận đầu tiên, đó là chị Huyền có thể giải thích thêm một chút về thuật ngữ Serious Games và mục đích của Serious Games này để làm gì trong việc thực hiện nghiên cứu thực địa không? Pierre, est-ce que tu peux arrêter ton partage d'écran? Voilà, de façon à ce que tout le monde se voit. Merci. Như vậy, chúng ta cũng có cái câu hỏi số 2, nó cũng khá là liên quan đến câu hỏi số 1. Đó là những cái thách thức nào đối với nhà nghiên cứu từng đề cập đến việc sử dụng Serious Games và nó có gì khác biệt so với cái bối cảnh thực tế khi mà thực hiện cái nghiên cứu thực địa tại Việt Nam hay không? Dạ, thì đầu tiên em xin trả lời câu hỏi là giải thích thêm một số, giải thích thêm về thuật ngữ Serious Game và mục đích của Serious Game. Thì về Serious Game là ở trong cái đề tài nghiên cứu của em á, thì Serious Game được thiết kế dựa trên cái sự mô phỏng, có cái sự tham gia của vừa là một bên là các nhà nghiên cứu khoa học, đồng thời là những cái bên liên quan, ví dụ như ở trong trường hợp của em là cán bộ địa phương. Thì nó như là một cái trò chơi nhưng mà với cái mục đích á, là có thể là giúp cho cái người chơi trực tiếp được là học hỏi thêm về những cái kiến thức có liên quan, ở đây cụ thể là mạng về phòng chống thiên tai chẳng hạn. Thì cái mục đích của cái game này trong việc mà thực hiện nghiên cứu và thực địa, thì bởi vì trong cái hoàn cảnh mà biến đổi khí hậu hiện tại thì chúng ta cũng chưa có một cái khẳng định chắc chắn trong tương lai là những kịch bản nào có thể xảy ra với những cái hiện tượng cực đoan có thể xảy ra như lũ lụt hay là những cái thiên tai sói lở khác đó. Thì cái game này sẽ tạo ra một cái trình mô phỏng từ cái thế giới thực trở thành một cái thế giới mô phỏng với những cái yếu tố mà có thể xảy ra đó, để cho người quản lý nhìn thấy được rằng trong vòng 20 hay 50 năm tới thì những cái sự kiện nào có thể xảy ra, và từ đó thì người chơi sẽ áp dụng những cái giải pháp quy hoạch khác nhau, có thể là một hình thức gọi là test trước những cái quy hoạch mà mình muốn hoặc là mình nghĩ là nó sẽ tốt cho cái đồng bằng của mình. Thì khi mà mình test như thế thì mình mới thấy là có thể giải pháp công trình là hiện tại là nó tốt nhưng mà trong vòng 10-20 năm nữa thì nó không tốt, hoặc là ngược lại những cái giải pháp mà phi công trình, những cái giải pháp mềm hoặc là giải pháp mà di dân đi thì nó lại tốt hơn cho khu vực đồng bằng. Thì cái trò chơi nó vừa là có một cái cách nhìn nó giải trí hơn so với là cái việc mà chỉ nhìn vào một cái mô hình động hoặc cái mô hình tĩnh mà không được tương tác với nó. Thì ở cái trò chơi này cái mục đích là em nêu ra sơ được là như thế. Và tiếp theo ở trong cái câu hỏi thứ hai á, thì những cái thách thức nào mà các nhà nghiên cứu từng đề cập đến trong việc mà vận dụng Serious Game này, và nó có khác gì với bối cảnh thực tế khi mà thực hiện ở địa bàn Việt Nam hay không? Thì trước đây những cái thách thức mà khi xây dựng cái trò chơi này ở bên Pháp á, thì bởi vì là cái bối cảnh ở bên Pháp nó khác ở bên đồng bằng sông Cửu Long của mình, là
trước đây trước khi mà xảy ra cơn bão năm 2010 á, thì nó chưa từng có xảy ra một cái sự kiện lớn như thế, nên họ chưa có gọi là như một cái kiểu là một cái văn hóa mà ứng phó với những cái hiện tượng cực đoan, nên thành ra họ rất là bối rối và bỡ ngỡ. Rồi những cái giải pháp mà thực hiện trước nay á thì nó lại cho thấy những cái kẽ hở trong cái việc mà quản lý và phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Thì những cái tác giả cho thấy là người tham gia khi đó sau cái sự kiện xảy ra đó thì người ta mới bắt đầu là ý thức lại là mình cần phải tham gia, mình cần phải suy nghĩ được là sau này trong tương lai có thể xảy ra những cái sự kiện lớn hơn hoặc là những cái tác động mạnh hơn. Nhưng mà cái khó khăn là việc bởi vì họ chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc ứng phó, là chỉ mới là một cái sự kiện năm 2010 thôi. Cho nên là trong quá trình xây dựng á thì cũng có dựa trên cái mong muốn của cái nhóm nghiên cứu, đồng thời là những cái khó khăn hiện hữu mà vừa xuất hiện của cái nhóm gọi là cộng đồng bị ảnh hưởng thôi. Và ngoài ra những cái giải pháp khi mà đưa ra trong cái nghiên cứu trước á, thì có một cái vấn đề là những cái giải đa phần những cái nhà quản lý và những nhà quy hoạch á, thì đều hướng đến những giải pháp công trình là nhiều hơn. Thì chúng ta cũng biết là những cái giải pháp công trình á, thì nó có thể có gây ảnh hưởng đến cái hệ sinh thái với môi trường, và nó đồng thời chi phí rất là cao, ví dụ như là xây dựng hệ thống đê điều chẳng hạn. Thì để làm sao mà hướng cái đối tượng người chơi, người tham gia mà tham gia vào việc là không phải có một cái nhận thức tốt hơn trong việc sử dụng những cái giải pháp thay thế á, là những cái giải pháp như một những cái công trình mà phi công trình chẳng hạn, hoặc di dời người dân đi, thì trong quá trình mà xây dựng đối với nhà quản lý thì nó cũng gặp những cái khó khăn trong khi mà thảo luận về việc mà đưa ra những cái kịch bản có thể có và những cái giải pháp mà áp dụng trong cái trò chơi, làm sao mà nâng cao cái khả năng học hỏi nhất của cái cán bộ người tham gia. Thì còn ở trong trường hợp của đồng bằng sông Cửu Long nó có phức tạp hơn, là bởi vì ở bên trường hợp của Pháp á, thì đầu tiên á, là đó là ở đảo thì cái hệ thống ở sông ngòi thì thực ra nó cũng không có phức tạp như đồng bằng sông Cửu Long. Thì cái tác động mà ngập lụt từ biển vào hoặc là nước dâng do bão á, thì có thể nó dễ dễ mô hình hóa hơn. Còn trong đồng bằng sông Cửu Long á, với hệ thống sông ngòi chằng chịt thì nó cái hạn chế là mình cái dữ liệu của mình á, bởi vì trong cái trò chơi này thì mình sẽ sử dụng dữ liệu thực là dữ liệu GIS và dữ liệu về địa hình, thì khi đó thì cái hệ thống sông ngòi này nó cũng có tác động lớn trong cái việc mà mô hình hóa những kịch bản ngập khác nhau. Nó không chỉ tác động là bởi biển nữa mà nó còn có sự tác động bởi cái hệ thống sông ngòi mà hạn chế bởi số liệu là ở chỗ đó. Thêm một cái là số liệu về GIS ở Việt Nam mình thì cũng có lưu trữ, thì lưu trữ cũng như là mình việc thiết kế hay là việc xử lý thì nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn, bởi vì mình chưa có một cái hệ thống lưu trữ xuyên suốt từ các cấp từ trung ương xuống tới địa phương, mà tùy thuộc vào những cái đề tài nghiên cứu ở những cái viện khác nhau hoặc những tỉnh sở ban ngành khác nhau, rồi cái việc tiếp cận cái dữ liệu này nó cũng khá là khó khăn. Ngoài ra thì ở Việt Nam, nhưng mà ở Việt Nam thì có ở đồng bằng sông Cửu Long thì có thêm một cái nữa là mình cũng đã từng thường xuyên là sống chung với lũ ở trong giai đoạn trước đây rồi, cho nên là ít nhất thì cán bộ địa phương của mình cũng có những cái hiểu biết căn bản về những thảm họa có thể xảy ra, đặc biệt là trong những cái thời gian gần đây thì nghiên cứu về biến đổi khí hậu và nghiên cứu về những cái kịch bản cực đoan á, thì ngày một nhiều hơn. Trong cái quá trình khảo sát thì khi em làm việc với những cán bộ chủ yếu là ở những cái phòng ban về phòng chống thiên tai và chi cục thủy lợi, thì cũng có những họ cũng đã từng là gọi là tham gia vào những cái đề tài mà làm lập những cái bản đồ mà kịch bản ngập rồi. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây là người ta sẽ không nhìn thấy một cái kịch bản ngập mà trực quan, tức là sẽ thấy những cái khu vực nào mà ngập cao hơn, ngập thấp hơn, nước có thể xâm nhập từ khu vực nào trước rồi mới chuyển sang những cái khu vực khác. Thì thông qua cái dự án này á, thì cũng mong là có thể có một cái công cụ giúp cho cán bộ địa phương mình có thể gọi là test thử những cái mà công giải pháp công trình và phi công trình mà mình đã lên kế hoạch từ lâu nhưng mà chưa đủ kinh phí để thực hiện chẳng hạn. Oui, s'il te plaît, est-ce que tu veux parler un peu en français? Parce que dans notre forum, il y a des Françaises. Merci beaucoup. Hein. Mais tu peux simplement résumer peut-être parce qu'il y a d'autres questions ensuite. Tu peux simplement résumer éventuellement. D'accord. D'abord, pour la question sur le jeu sérieux.
Dans mon cas d'étude, le jeu sérieux de simulation participative qui permet aux acteurs concernés de poursuivre une démarche d'apprentissage. Ici, c'est de sensibilisation dans la gestion des risques aussi. Et après, parce que la modélisation participative, c'est pour un but de favoriser l'apprentissage social et améliorer la prise en conscience de manière attractive. Oui, d'accord. Dans les recherches précédentes, surtout en France, les chercheurs rencontrent des différentes difficultés par rapport à comment intégrer les solutions alternatives, c'est-à-dire que par exemple les défenses dures, les défenses douces, les solutions participatives, dans le procédure de construction du jeu, pour ce que les acteurs locaux acceptent cette démarche d'apprentissage. Parce que normalement, dans le cas en France, les acteurs locaux aiment bien construire les digues plutôt qu'appliquer des différentes solutions alternatives. Et après, les autres questions en France, les difficultés, c'est-à-dire que c'est pour intégrer, c'est le recul stratégique, c'est-à-dire pour relocaliser les habitants à côté de la mer pour limiter les dégâts, les pertes pendant la submersion. Ça, c'est une question importante dans la discussion avec les participants et les acteurs concernés aussi. Et donc, au Vietnam, la difficulté, parce que les données spatiales, on n'est pas encore un protocole officiel pour collecter ou pour accéder facilement à ces données-là. Donc, la simulation participative, dans le cas du Vietnam, on doit améliorer beaucoup cette démarche. Et de plus, on n'a pas beaucoup de recherches sur la simulation avant au Vietnam sur l'ordinateur. On a déjà des jeux sérieux sous la forme de board game. Mais maintenant, pour mettre dans les logiciels et faire la modélisation, voilà la démarche de collection ou de traitement de données, c'est assez difficile. Oui. Bon, merci beaucoup. Hein. Comme je dis au début de la session, dans notre forum aujourd'hui, on a un expert sur le delta du micro. Et c'est Monsieur Chu. Et je vous invite, si vous avez des questions ou des commentaires. Oui, merci beaucoup. Premièrement, je vais remercier beaucoup la présentation de Nguyen Trang. Alors, j'ai beaucoup appris des choses nouvelles, par exemple, l'utilisation des jeux pour prédire, par exemple, comment va le delta, par exemple. Il y a un problème que je vois, c'est que les activités, par exemple, sociaux et tout ça, ça change constamment. Par exemple, pendant la journée, il y a le flot des rivières et puis il y a le flot aussi du littoral qui change chaque 12 heures, par exemple. Alors, la communauté doit d'ajuster, par exemple. Alors, tous les mois, par exemple, il y a l'effet de la lune, par exemple, qui change le niveau de l'eau. Et puis, il y a aussi... Dans les 6 mois, par exemple, il y a le changement de niveau de l'eau, par exemple. Et même s'il y a dans le temps, par exemple, de l'inondation, par exemple, on voit qu'il y a la communauté qui s'ajuste très, très bien avec l'inondation.
Alors, le fait qu'il y a ce changement, le fait qu'il y a le flot des rivières, le flot du littoral, par exemple, ça change constamment, ça demande encore, par exemple, les méthodes locales, par exemple, pour diminuer, par exemple, les effets comme ça. Alors, pour les jeux, il faut intégrer, je crois que les connaissances locales, pour que ça va faire un petit peu des données. Par exemple, pourquoi utiliser seulement le GIS, ou bien pourquoi utiliser seulement les données, par exemple. Mais il faut quand même utiliser la connaissance locale pour pouvoir prédire, par exemple, comment en faire ça. Et puis, s'il y a, par exemple, des connaissances locales qui sont appliquées, par exemple, dans le temps, ou bien tout pendant une longue saison comme ça, alors, il faut s'intégrer toutes ces connaissances locales pour avoir une image un petit peu plus complète, un petit peu plus complète, par exemple. Parce que le littoral vietnamien du nord au sud, il y a trois différentes régions, à ce que je vois. Une fois, dans le nord, dans le tiers du nord, par exemple, c'est la baie, par exemple. Alors, l'eau, c'est tout à fait différent. Et puis, au centre du Vietnam, par exemple, alors, l'eau, c'est un peu différent aussi, parce que le littoral, c'est différent avec le sable, avec des endroits qui sont très, 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 comment ça s'appelle, très spectaculaire, par exemple. Et pendant le sud, par exemple, le tiers du sud, par exemple, c'est tout à fait différent, parce que le littoral du sud, par exemple, ça prend beaucoup, beaucoup de l'eau, et puis ça, la couleur de l'eau, c'est totalement différent aussi. Alors, c'est juste ces sédiments et tout ça, ça tourne l'eau qui devient un petit peu, c'est pas clair. Alors là, quand même, le changement de climat, ça fait effet, quoi, sur le tiers du sud. Alors, l'approche du delta, par exemple, pour commencer, il faut avoir des données. Et en comparant, par exemple, la région de Bình Thuận et en comparant la région de Cà Mau, par exemple, c'est un peu différent aussi, parce que Cà Mau, c'est l'effet de changement de climat et puis de subsidence et puis de tout ça, c'est un peu plus poussé. Quant à Bình Thuận, par exemple, c'est un petit peu mieux parce que il y a beaucoup plus d'eau qui vient des trois branches, le Hàm Luông, le Cổ Chiên et puis le Sông Hậu, par exemple, le Tiền Giang. Alors ça, quand même, la morphologie de Bình Thuận, c'est un peu différent, tandis que au sud, par exemple, à Cà Mau, alors c'est vraiment les effets de vents, par exemple, d'un côté, c'est le Biển Đông, c'est la mer de l'Est, et puis de l'autre côté aussi, il y a la force du vent aussi de la mer de l'Ouest. Alors là, quand même, il faut intégrer toutes les données comme ça, et puis comme ça, pour le jeu, alors c'est peut-être, il y a l'aspect de connaissances locales que je suggère. Bon, merci beaucoup, M. Chu. Est-ce que vous pouvez parler un peu en vietnamien pour que... Ở cái vùng đồng bằng của mình đó thì theo như tôi nghĩ đó thì là nó hơi khác với lại những cái đồng bằng khác, là tại vì ở cái mực nước của hàng ngày đó của đồng bằng đó thì là người dân phải đối đầu với lại hai luồng nước, tức là mỗi 12 tiếng thì có nước nổi, có nước lên, có nước lớn và có một cái phần đó là nước ròng. Rồi sau đó thì là mỗi một tháng đó thì là về cái tác động của mặt trăng, mặt trời hay gì đó thì là cái mực nước nó cũng thay đổi. Và khi mỗi 6 tháng đó thì là cái mực nước lại thay đổi một lần nữa, thì là có một cái mùa đó thì là mùa khô, như là hồi nãy ông Muriak đã nói, hay là có một cái mùa saison des pluies, là mùa nước. Thì ở trong cái mùa nước đó ở đồng bằng của mình đó, họ không phải là sợ nước, nhưng mà có nhiều khi đó có những cái vùng, chẳng hạn như trong Tứ Giác Long Xuyên hay là những vùng Đồng Tháp, thì họ dùng nước đó rất là một cách rất là hay. Vì vậy đó, khi mà mình có một cái trò chơi chẳng hạn như đó, thì là mình phải có thêm một cái yếu tố là yếu tố của cái sự kiến thức bản địa như thế nào, và trong cái kiến thức bản địa đó thì là cái phần nào nó có thể nó ảnh hưởng được
cho cái sự bền vững của đồng bằng sông Cửu Long, là tự vì tôi nghĩ là đồng bằng nó đã có một cái lịch sử là 300 năm, và trong đó nó có những cái bộ phận dân mà họ sống ở trong những cái vùng đó đó, họ có những cái điều kiện và họ có những cái kế hoạch cũng như họ có những cái phương pháp để họ đối đầu lại với những cái vấn đề biến đổi khí hậu chẳng hạn vậy. Thì như vậy đó, thì là khi mà nó có được những cái yếu tố đó đó thì tôi nghĩ rằng là có thể là cái trò chơi đó nó khá đầy đủ hơn. Còn nếu như mà mình nhìn trong cái morphology chẳng hạn như nhìn không đó, thì là mình thấy là có nhiều khi nó cái thiếu một cái phần mà mình nghĩ là cái phần thời gian đó, chẳng hạn như một cái giờ đó phải là có thể nó kéo dài vì cái trạng thái của cái đồng bằng của mình là mỗi 6 tháng hay là mỗi ngày hay là mỗi một tháng nó có những cái thay đổi, và cũng tùy theo một cái phần nữa là từ những cái đập nước từ trên thượng nguồn chẳng hạn vậy đó, thì bây giờ mình phải theo những cái phần mềm của Ice on the Earth hay là mình coi những phần mềm của GIS hay là Google Earth để coi cái mực nước ở trên thượng nguồn nó xuống như thế nào và cái mực nước nó có ảnh hưởng như thế nào trong cái sinh kế và trong cái thực hiện trạng của đồng bằng sông Cửu Long. Cảm ơn thầy Trương đã có cái chia sẻ liên quan đến đề tài về đồng bằng sông Cửu Long. Thì kế tiếp chúng ta có một câu hỏi liên quan đến đề tài của CMOKA, đó là những cái vấn đề về an ninh an toàn khi mà thực hiện phương pháp quan sát động vật đó là gì, và tác giả có cách nào để phòng ngừa và chống đỡ trong những cái trường hợp mà đối mặt với động vật hoang dã hay không? C'est la question de Thương. Est-ce que tu peux parler en français? Tu peux poser des questions directement à Pierre Mouvalet, s'il te plaît? Pierre, est-ce que tu peux allumer ta caméra? Super, merci. Bonjour Pierre, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez montrer quels sont les problèmes de la sécurité, de sûreté quand vous avez mis en place les observations des animaux? Et est-ce que vous avez les défenses ou les prévenir pour la sécurité, non? Oui, alors j'ai eu quand j'ai fait mon, alors je vais le dire en français, quand j'ai fait mon master à la réserve des Monts d'Azur, j'étais chargé des visites à pied et j'ai mis en place des protocoles de sécurité parce que j'avais quand même jusqu'à 10-15 personnes. Et d'abord, j'y allais seul pour comprendre un petit peu comment l'animal réagissait. Et en fait, l'animal a toujours une bulle de sécurité. Plus on s'approche, plus il devient fébrile. Et en fait, il y a deux moyens. C'est-à-dire, il faut l'approcher dès qu'on le voit, quand c'est des animaux un peu impressionnants, il faut les approcher en soumission, par exemple, en rampant, en se mettant en dessous de lui. Ça, c'est tout des moments de vraie proximité. C'est-à-dire, on peut arriver jusqu'à l'animal, jusqu'à être nez à nez avec lui. Pour autant, dès que lui devient agressif, il faut se mettre en prédateur, c'est-à-dire debout. Et voilà, ça c'est la base d'un comportement vis-à-vis d'une approche. Maintenant, au niveau du travail de sécurité en soi, faut dire qu'aujourd'hui, quand on va pister ici dans la région, on voit quand même pas grand, il n'y a pas grand danger parce qu'il y a plus de danger de se perdre que de rencontrer des animaux vraiment dangereux parce qu'il n'y en a déjà plus beaucoup. Donc il faut aller loin pendant longtemps, s'immerger longtemps. Cette question de sécurité, j'ai aussi deux phases. Il y a une phase où je vais avec les pisteurs locaux pour comprendre, voir un petit peu, les faire parler leur manière de faire et leur connaissance de la région, et une autre part où je vais seul pour observer, et c'est ce que je disais, ces moments de patience. De toute façon, dès qu'il y a danger, c'est bien de se mettre en hauteur, par exemple, sur un mirador pour observer et prendre le temps. En fait, faut déjà comprendre, rentrer dans la dimension de l'animal, c'est-à-dire se mettre à la place de l'animal, qui a une tendance, si c'est un herbivore, à fuir, si c'est un carnivore,
il peut attaquer de manière sournoise, donc il faut si on sait par exemple qu'il est à proximité, on n'ira pas dans les fourrés par exemple, on restera sur des zones ouvertes sur lesquelles on peut l'apercevoir. Et voilà, c'est un petit peu les grands principes. Après, au niveau de la préparation, il y a aussi toutes les autorisations administratives. Et c'est vrai que bon, tant qu'on ne filme pas, il y a une possibilité d'aller. Et puis, bon, moi, j'ai ma compagnie à Dassar, c'est un village ethnique, donc je peux être déjà sur place. Sinon, dès que ça va aller plus loin, par exemple pour la thèse, où il y a deux phases d'immersion, et bien là on prendra les personnes nécessaires, les gardes forestiers nécessaires. Je travaillerai avec les parcs nationaux, donc tout ça est déjà bien rodé, puisque j'ai travaillé sur le Bidoup. Ça fait 10 ans que je côtoie les directeurs et les pisteurs du parc. Donc aujourd'hui, j'ai un réseau qui me permet d'agir, en fait. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu, mais voilà un petit peu mon environnement et comment je travaille. J'ai encore une question. J'ai posé juste une hypothèse. Si vous avez le problème avec un animal, il faut choisir de tuer les animaux. Donc, ça pose les problèmes de éthique ou non, éthique des chercheurs ou non. La question. Alors, sur le principe, non. Sur le principe, on va pas, à aucun moment, on va effrayer. Maintenant, il y a des méthodes. Il y a des méthodes de dispersion comme des fusées ou des choses comme ça, ou qui font du bruit. On va travailler dans ce qu'on appelle, c'est de la diplomatie, c'est-à-dire qu'on va lui faire comprendre qu'on a un territoire, qu'il a un territoire, et donc que chacun doit, justement, par ces nouvelles techniques. Maintenant, il y a même les phéromones pour pas que le lynx arrive dans certaines régions. On va mettre des phéromones de mâles qui vont être diffusés, comme s'il y avait un autre mâle dans la région. Ça veut dire qu'en s'approchant, le lynx va comprendre qu'il y a un autre individu, donc il ne va pas venir. Ça, c'est des méthodes assez récentes qui vont permettre de garder une distance avec l'animal. Mais sur le principe, on ne tue pas l'animal. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison de tuer les animaux. Je pense que même cette notion de chasse, il faut qu'elle évolue. C'est plus possible de l'utiliser comme on l'a fait. Il faut savoir que cette grande chasse, ça a d'abord été mis en place par Hollywood avec des films en Afrique où ils mettaient en scène des chasseurs. Ils excitaient les animaux pour qu'il y ait une forme d'attaque et pour qu'ils puissent les abattre. Il y a eu toute une mise en scène au départ. On le voit dans les films d'archives. Qui ont amené cette mentalité. Aujourd'hui, je pense qu'il faut encore une fois changer les concepts, les mots pour dire les choses, et en plus comprendre qu'on fait partie du même écosystème. Donc c'est important de vivre avec. Et une forêt qui n'est pas dangereuse, je veux dire, elle va être on va prélever dedans, on va y aller comme dans un jardin, alors que si elle est dangereuse, on se comporte différemment. Merci. Merci, Pierre.